Chào mọi người, trong video này mình sẽ nói về các mô hình nến Nhật cơ bản, đặc điểm nhận dạng và ý nghĩa. Thì đầu tiên mình sẽ đi đến mô hình nến Spintop, còn gọi là nến con say. Thì đặc điểm nhận dạng, đầu tiên là thân nến nhỏ, đây này, cái màu xanh màu đỏ này, thân nến nhỏ. Bóng nến trên và dưới dài, đây bóng nến là hai cái gạch trên gạch dưới này, thì nó dài. Thì khi mà gặp những cái nến như thế này thì mình gọi nến này là nến Spintop, còn gọi là nến con say. Ý nghĩa của mô hình nến con say là khi thị trường mở cửa, cả phe mua và phe bán đều cố gắng tranh giành quyền kiểm soát. Điều này dẫn đến là bóng nến trên và dưới dài nè. Vào cuối phiên, không phe nào có được ưu thế, có nghĩa là phe mua và phe bán là nó cân bằng nhau á. Tóm lại, nến Spintop cho thấy sự biến động đáng kể trên thị trường, áp lực tranh giành quyền kiểm soát giữa phe mua và phe bán, nhưng không có người chiến thắng rõ ràng, có nghĩa là người mua và người bán là cân bằng nhau, không chiến thắng. Đó là mô hình Spintop, nến con say. Rồi thứ hai, mình sẽ đi tới mô hình nến Matsubushi. Matsubushi có nghĩa là cái đặc điểm nhận dạng á, là thân nến lớn nè, không có bóng nến, ở trên đều không có râu nè, trên dưới đều không có râu, là chỉ có thân thôi, thì gọi là nến Matsubushi, thân nến lớn không có bóng nến. Ý nghĩa là nến Matsubushi tăng, có nghĩa là nến xanh này này là bên mua đang chiếm ưu thế, cho thấy phe mua kiểm soát hoàn toàn phiên giao dịch từ đầu đến cuối. Và nến Matsubushi giảm, có nghĩa là nến màu đỏ này này có nghĩa là phe bán chiếm ưu thế, cho thấy phe bán kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch từ đầu đến cuối. Thì đây là mô hình nến Matsubushi, thân nến lớn, không có bóng nến. Rồi tiếp theo mình sẽ đi đến một cái loại nến nữa là mô hình nến Nhật Hammer, có nghĩa là nến búa. Nến nó giống cái búa, có cán búa và cái búa này. Thì nhận dạng nến Hammer, thân nến nhỏ, thân nến là nhỏ này, thân nến này. Bóng nến trên rất nhỏ hay không có. Thì mình sẽ nhận dạng nến Hammer là thân nến nhỏ, thân cái màu xanh màu đỏ này, nó nhỏ. Bóng nến trên rất nhỏ hay không có. Bóng nến ở trên ấy, cái râu trên là không có, rất nhỏ hoặc là không có. Bóng nến dưới dài, bóng ở dưới thì dài, ở trên là một là không có, hai là có nhưng mà rất nhỏ. Còn cái râu ở dưới thì nó dài, còn cái thân thì nó nhỏ, thân màu xanh với màu đỏ này là nhỏ. Thì ý nghĩa của nến hammer cho thấy ban đầu phe bán chiếm ưu thế khi giảm mạnh so với thời điểm mở cửa, có nghĩa lúc đầu phe bán nó bán xuống nhưng mà lúc đầu chiếm ưu thế, nhưng vừa sau phe mua nó mua lại nên nó đẩy giá lên, là vuốt râu này tạo bóng nến dưới dài. Nếu nến hammer xuất hiện trong một xu hướng giảm, có nghĩa là khi mà thị trường đang giảm xuống mà xuất hiện cái nến hammer này á, thì nó rất có thể dự báo cho một sự đảo chiều. Có nghĩa khi mà nó giảm xuống mà gặp nến hammer này, không cần thiết là phải xanh hay đỏ, thì nó rất có thể là một sự đảo chiều, có nghĩa là tăng lại. Rồi mình sẽ nói thêm cái mô hình nến Nhật Inverter Hammer, có nghĩa là nến búa ngược. Thì cái này là nó giống như nến hammer nhưng mà nó ngược lại, đây là cán búa lên trời nè, còn cái thân búa nó nằm ở dưới nè. Thì đây như tên gọi nến Inverter Hammer, thì nó giống như nến Hammer nhưng mà xoay ngược lại. Thì đặc điểm nhận dạng, thân nến nhỏ, thân nến nè, thân nến màu xanh màu đỏ này nhỏ nè. Bóng nến dưới rất nhỏ hay không có, ở dưới là nó rất nhỏ hoặc là không có. Bóng nến trên dài, bóng nến ở trên là dài, ở trên là dài nè. Cái râu ở trên màu đen nè, dài. Thì ý nghĩa, nến Inverter Hammer cho thấy ban đầu phe mua chiếm ưu thế, phe mua nó mua lên chiếm ưu thế khi đẩy giá lên cao so với giá mở cửa, nhưng về sau là phe bán nó lấy lại ưu thế khi đẩy giá xuống, tạo thành bóng nến dài. Có nghĩa là lúc đầu khi mà phe mua mua lên là chiếm ưu thế, nhưng mà về sau là phe bán nó bán xuống, nó vuốt râu xuống nè, là phe bán nó chiếm lại ưu thế. Thì ở đây gọi là nến Inverter Hammer. Thì nếu mà nến Inverter Hammer xuất hiện trong một xu hướng tăng thì rất có thể đó là dự báo cho một sự đảo chiều.
Có nghĩa là khi mà cái biểu đồ nó đang tăng lên á, mà nó gặp một cái nến Invertor Hammer, có nghĩa là nến búa ngược, thì rất có thể là xu hướng tiếp theo là nó giảm xuống. Thì ở đây mình nói thêm về các biến thể của nến Hammer này. Thì đây là nến Hammer này, Invertor Hammer, Handyman, Shooting Star. Thì những cái này gọi chung là Hammer hết, nhưng mà nó chia ra những cái biến thể này cho mình dễ nhận dạng. Ví dụ ban đầu là cái Hammer này thì nó nằm ở đáy, nó nằm ở đáy, thì nó khi mà thị trường đang giảm á, nó gặp cái búa Hammer này, thì ở ở chỗ này thì màu xanh màu đỏ gì cũng được, thì nó biểu thị cho một xu hướng tăng, có nghĩa là khi gặp cái nến này á, rất có khả năng cái xu hướng tiếp theo là nó tăng lên. Thì ở đây cái nến là Handyman, có nghĩa là nến người treo cổ, thì nó giống cái nến Hammer này nhưng mà nó nằm ở đỉnh. Khi mà cái một cái xu hướng mà đang tăng lên á, nó gặp cái nến Handyman này, có nghĩa là nến người treo cổ này, thì rất có thể cái khả năng tiếp theo á thì nó sẽ giảm giá xuống, là giảm giá xuống. Handyman Hammer là nến người treo cổ, thì nó giống như cái nến Hammer này nhưng mà nằm ở đỉnh, còn cái Hammer này nằm ở đáy nè. Tiếp theo là cái nến Invertor Hammer, có nghĩa là nến búa ngược, thì khi mà nằm ở đáy, mà nằm đáy nè, thì có một xu hướng giảm, thì nó gặp cái nến Invertor Hammer, rất có khả năng á, cái dự báo tiếp theo á thì nó sẽ tăng lên Invertor Hammer. Thì cái nến Shooting Star là cái nến giống như cái nến Invertor Hammer nhưng mà nó nằm ở đỉnh nè, nằm ở đỉnh. Khi mà một cái xu hướng tăng lên á mà nó gặp cái nến Shooting Star thì rất có khả năng cái khả năng tiếp theo á, thị trường tiếp theo nó sẽ giảm xuống. Thì ở đây là những cái biến thể của nến Hammer. Thì tiếp theo mình đi tới một cái loại nến nữa là nến mô hình nến Doji. Thì nhận dạng nến Doji, Doji là nến có giá mở cửa trùng hoặc là rất gần với giá đóng cửa. Đây, giá mở cửa và giá đóng cửa là gần như là bằng nhau nè, nên nó chỉ có một cái gạch ở giữa. Thì ý nghĩa là nến Doji cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Cả phe mua và phe bán đều không thể giành quyền kiểm soát, và kết quả vừa cơ bản là một trận hòa, có nghĩa là phe mua và phe bán là đang đang ngang ngang bằng nhau nè, nên nó chỉ có một cái gạch ngang này. Thì ở đây Doji là có hai biến thể. Ở đây mình coi cái biến thể đầu tiên của nến Doji. Đầu tiên là nến Dragonfly Doji, có nghĩa là Doji chuồn chuồn, thì nó hình nó giống như một con chuồn chuồn, thì cái gạch ở trên và cái râu dài xuống dưới. Thì cái nến này biểu thị cho cái phi mua đang chiếm ưu thế, có nghĩa là phi mua lúc nào nó mua ở đỉnh á, thì rất có khả năng trong cái con nến tiếp theo thì phi mua nó sẽ mua lên. Còn cái thứ hai là nến Greystone Doji, có nghĩa là Doji bia mộ, thì nó giống như một cái bia mộ, thì dưới này giống như mặt đất này, cái này cái bia này, thì cái này giống như bia mộ. Thì nến Doji bia mộ thì có giá mở cửa và giá đóng cửa là nó bằng nhau, có nghĩa là nó nằm ở đáy nè, có nghĩa là cái biểu thị cho cái phe bán đang chiếm ưu thế, phe bán này đang chiếm ưu thế nè, nên rất có khả năng trong cái con nến tiếp theo thì cái phe bán nó sẽ bán xuống, nó sẽ đẩy giá xuống. Thì hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người các mô hình nến Nhật cơ bản và đặc điểm và ý nghĩa của từng cái mô hình. Hy vọng video giúp ích nhiều cho mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.